Xin chào anh em. Thì ở đây là cái không gian AV, mấy cái AV mini của mình nuôi chim. Thì mình đang quay ở đây đó chính là cặp chim bố mẹ. Con mẹ là con chim bạch, nhưng mà gen là gen mắt đỏ ruby nha anh em. Còn đây là cặp chè thang Indo. Còn ở đây là con chim mẹ bạch luôn, cũng là mẹ bạch nhưng mà gen là gen đại bàng. Con bố mẹ của nó là chim chào màu đại bàng đầu trắng đuôi trắng đó, nó đẻ ra. Thì khi mà chọn giống thì mình cũng giống như anh em thôi, chọn những cái dòng chim mà nó được ưa chuộng nhất á. Thì hiện tại thì cái hai cái dòng mà ưa chuộng đó là mắt đỏ chim bạch, chào màu bạch nhưng mà mắt đỏ ruby, và chim chào màu đầu trắng đuôi trắng thì anh em hay gọi là chim đại bàng đó, mà có màu lông giống con đại bàng á. Thì mình cũng vậy, mình chọn nhưng mà mình sẽ mua con giống gen thôi để mình đẻ ra đời con nó. Thì thường thì mấy con gen thì nó sẽ chi phí nó cũng sẽ mềm hơn nhiều so với cái con mà ra đại bàng luôn. Và con ruby cũng vậy, mắt đỏ ruby cũng vậy. Dù trong cái tổ nó đẻ ra ba con thì một con mắt đỏ thì con đó giá trị rất là cao, còn hai con gen trong tổ thì giá trị nó sẽ thấp hơn nhiều. Nên mình cũng chọn mấy con gen đó để mình ghép và có xác sức thì nó vẫn có ra được mắt đỏ nha anh em. Thì hôm nay thì sẵn tiện cái mình xuống cái tổ chim, thì cái tổ này nó được ba con nè. Thì một con bạch và một con thì nó có cái lưng đen này nè, đầu thì đầu trắng đuôi trắng luôn nha anh em. Đầu trắng đuôi trắng là con lưng đen này nè đó. Hai con này là hai con to, còn bé con này thì nó nhỏ hơn, nó nở sau nên nó nhỏ. Bữa giờ thì mình cũng quan sát camera khá kỹ luôn, tại vì mình sợ con chim mẹ nó chăm không nổi nên nó gấp thả xuống đất. Và cái vật liệu lót ổ á, mình thì mình thích cái trong mà cái bẹ dừa đó, nó có cái miếng á, thì mình lấy nó ra nó không quấn chân. Còn mấy cái sợi sơ dừa này nè nha, thì chút xíu mình sẽ nhấc từ từ ra, do chim mình mới lấy xuống nên nó còn bám thì mình cũng để cho nó bám vô cái sơ dừa xíu. Rồi khi nào ấy thì mình sẽ nhấc ra từ từ và lấy cái sơ dừa ra để cho nó đỡ quấn cái chân của con chim con á. Rồi thì ở đây mình hôm nay mình sẽ chia sẻ là làm sao mà để chăm sóc được cái con chim con mà nó đỡ thất thoát nhất. Tại vì mình ghép bữa giờ cũng nhiều rồi, nhưng mà mình hay bị cái vấn đề là chim mẹ nó ấp rồi chim trống hay phá lắm. Nên bây giờ mình sẽ bắt chim trống ra. Nhưng mà khi bắt chim trống ra thì mình tận dụng cái thời gian mà con chim trống nó không ở bên con chim mái đó, thì mình sẽ làm thêm AV nữa và mình sẽ ghép luôn. Nghĩa là dùng một con chim trống mình cho ghép vào hai chuồng. Thì ở đây mình có hai cái AV nè, hai cái AV ghép chào màu, còn ở giữa thì là mình ghép cặp chè thang Indo full đen rồi nha anh em. Thì ở đây có cặp này thì mình AV đầu tiên này thì mình ghép là con chào màu bố bạch. Có cái con bạch đó thì nó cũng có cái gen là máu Indo á, nên cái tách nó cũng khá to và đẹp. Còn cái con mái này thì là con mái bạch mà gen đại bàng, trên lưng nó có lem đen đó. Thì mình cũng hy vọng nó ra chim con nó ra đại bàng lem. Ra cái lưng đen đại bàng đầu trắng đuôi trắng. Còn ở bên đây thì là mình ghép là con mái bạch tinh, và cái đôi mắt nó có cái gen của mắt đỏ ruby á. Thì là cái mắt đỏ thì hai cái dòng đó hiện tại đang có giá trị anh em đang ưa chuộng nhiều, thì mình cũng ghép hai này. Thì mỗi AV thì mỗi một con mái, và khi ghép thì mình cứ đảo con trống từ bên đây. Còn ví dụ như con mái bên đây đẻ được hai trứng rồi thì mình sẽ lấy trống ra và mình sẽ chuyển qua bên cái AV bên đây để mình để con trống và tiếp tục sinh sản bên đây. Như vậy thì mình sẽ khắc phục được những vấn đề là chim trống phá trứng nè, thì chim trống gấp bỏ con nè. Thì cái đó cái con chim trống thường nó phá rất là nhiều. Thì bắt đầu mình lắp camera vào cái tổ chim á, để mình quan sát khi nào mà chim con chim mái á nó đẻ, thì mình bắt đầu là tiến hành mình sẽ bắt con chim bố ra khỏi cái AV. Cái việc mà bắt chim bố ra thì anh em không cần phải lo là chim mái nó đẻ không có trống đâu nha anh em. Vì khi mà con chim trống nó đạp được một lần á thì con chim mái nó sẽ có trứng, nó sẽ có trống luôn.
có trống 2-3 trứng sau luôn, nên anh em không phải sợ cái việc đó nha. Giờ mình dụ con chim trống ra bằng cách mình dùng cái lồng nuôi của nó đó, xong rồi anh em lấy hết thức ăn trong AV ra luôn, anh em đừng để vô đó, và nó sẽ tự động nó đói, nó nhảy vào bên cái lồng mà lồng nuôi của nó thôi. Sau đó mình chuyển cái con chim trống á qua cái AV, mình ghép cùng với cái con chim mái á, bạch mà ghen mắt đỏ ruby, thì cái mùa sinh sản này nên cái việc mà ghép chim sinh sản lại á thì nó rất là dễ. Khi mà mình đã bắt con chim trống ra rồi á, thì cái việc ấp trứng và chim con nó nở ra, mà nở tầm 3-4 con á, thì cái con chim mẹ nó sẽ tự chăm sóc luôn. Thì khi vậy thì con chim mẹ nó cảm giác là nó sẽ không có khả năng mà nó chăm sóc được hết cho chim con á, thì nó sẽ có thể là nó sẽ gấp bỏ những cái con chim con ra, mấy con chim mà nở sau ra, để nó dành thời gian nó chăm sóc cho những con nở trước nha anh em. Mặc dù là mình có để một cái khay sâu thái với sâu gạo rồi đó, nhưng mà cảm giác là thức cái nguồn thức ăn đó vẫn cung cấp không đủ cho chim. Thường thì anh em sẽ cho vào đó là trứng kiến, thì trứng kiến mình tìm rất là khó, rất là hiếm, nên ở đây thì mình sử dụng là cái con dế con nha anh em. Là con dế mà nó nở ra tầm 10 đến 15 ngày á, thì là con chim mẹ nó chỉ việc xuống và gấp thôi. Là con dế mình để trong cái khay màu vàng đó, anh em nhìn thấy đó, là cái đó giờ con chim mẹ chỉ việc xuống nó gấp và để đem lên cho con chim con ăn thôi. Thường thì con chim mẹ nó ấp 11 ngày nó sẽ bắt đầu sẽ nở chim con nha nè. Thì cái lúc này á, anh em nên canh và để cái thùng dế non vào, để khi mà con chim con nở ra thì con chim mẹ nó xuống và nó gấp mồi lên cho chim con ăn thôi. Con chim con nó, chim mẹ nó vừa mới gấp mồi cho chim con ăn đó. Đó là con chim con đầu tiên nó đã nở ra rồi, và con chim mẹ nó có sẵn cái thùng dế đó, và nó xuống nó gấp dế con lên thôi, và nó đút cho chim con của nó ăn, chứ nó không cần phải đi tìm kiếm nữa. Và ngày thứ 12 anh em thì bắt đầu cái con chim thứ hai nó sẽ bắt đầu nở ra. Thì cái lúc này á, việc mà gấp bỏ chim con á, thì con chim mẹ nó sẽ chưa có làm, vì cái lúc này chỉ mới 2 con thôi, cái khả năng mà con chim mẹ nó vẫn nuôi được nha anh em, nên anh em cũng không cần phải lo cái vấn đề đó, nên nó chưa có gấp đâu. Đến ngày thứ 13-14 á, thì lúc này những chú chim còn lại sẽ nở ra nha anh em. Thì anh em cần phải quan sát camera cẩn thận hơn, vì lúc này á, anh em xem kỹ trong cái tổ á, thì cái con chim con thứ 13-14 á, nếu mà nó có trứng có trống á, nó nở ra, thì cái kích thước của con chim con á, mới nở á, nó chỉ bằng có một nửa so với con những con chim con mà nở ngày thứ 11 và ngày thứ 12. Vì lúc đó nó nở trước 2 ngày rồi, nên cái kích thước nó to hơn, nên cái việc tranh giành thức ăn á, thì hai con đó nó sẽ trội hơn và nó sẽ giành nhiều hơn. Và những con chim mà nở sau á, nó sẽ không nhận được thức ăn á, thì nó sẽ nhỏ hơn nha anh em, và nó cứ bị phát triển chậm hơn vậy đó. Thì dần dần thì con chim mẹ nó có khả năng sẽ gấp bỏ, nên anh em lúc đó phải quan sát camera thường xuyên hơn, để lỡ mà nó có gấp bỏ chim con ra thì mình kịp thời để nhặt lên và nuôi bên ngoài. Trong thời gian con máy bạch ghen đại bàng bên đó đang ấp nở và chăm sóc con, thì bên đây con chim bố cùng với con chim máy bạch ghen mắt đỏ ruby thì cũng đã tiến hành bắt cặp rồi nha anh em. Thì bắt cặp thì nó sẽ tha rác làm tổ, thì anh em coi kỹ đi. Giờ là con chim trống nó đang múa đó, múa để nó tạo ấn tượng với con chim mái đó. Và ngoài việc múa thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ đi nhặt rác nha anh em, nó nhặt rác để nó quấn tổ. Nó quấn tổ thì giống như nó tạo cái lòng tin cho con chim mái vậy đó, thì để con chim mái nó bắt đầu mới cho giao phối được, thì nó mới chịu đạp, thì nó mới bắt đầu đẻ trứng. Thì nó khi mà nó đã chịu rồi thì con chim mái sẽ vào ổ và nó sẽ quấn rơm và nó sẽ đẻ trứng thôi. Và giờ là nó đang bắt đầu là nó đã quấn rơm rồi đó, nó tha những sợi rơm lên, con trống tha lên và quấn tổ, xong rồi con mái nó nhảy vô bắt đầu nó quấn tổ, là lúc đó là nó đã chịu trống rồi đó. Nó chịu trống rồi thì nó sẽ đẻ thôi. Thì bây giờ là con mái nó đang nằm đẻ rồi đó nha anh em. Con mái này là mái bạch mà ghen là ghen mắt đỏ ruby, thì hai con này ghép lại khả năng ra là có chim mắt đỏ. Thì cái dòng này thì anh em cũng đang rất là thích nè. Thì đó, thì giờ là con chim mái nó đã có 2 trứng rồi, đẻ được 2 trứng rồi nha anh em. Thì ở bên này thì là con chim mái nó đã nuôi con là cũng lớn rồi,
thì con chim mái nó đã nuôi con có rong ống rồi, thì cái thời điểm này là mình đã có thể là bắt chim con ra được rồi, và con chim mái bên kia nó đẻ được 2 trứng rồi, thì mình cũng có thể là lấy trống ra, lấy trống qua và đem ghép ngược lại với con mái bên đây được rồi, là thời điểm này là thời điểm thích hợp rồi. Và bây giờ mình sẽ dụ chim bố ra khỏi AV nha anh em. Thì việc đầu tiên thì mình sẽ đặt cái lồng của con chim ngày xưa, cái lồng mà ngày xưa mình nhốt nó đó, và mình đặt lại ngay vị trí cái cửa sổ nè. Sau đó mình sẽ lấy hết những cái khay thức ăn của nó ra, khay nước thức ăn rồi mình sẽ đem hết ra ngoài đây đó, mình sẽ đem để nước mấy cái khay của nó ra đây, thì nó đói nó sẽ tự tìm về cái lồng, và trên cái lồng nó mình để thức ăn rồi nè. Và ở đây mình có để một em chà than, thì nó thấy cảm giác như là nó sẽ ăn hiếp được người ta, thì nó sẽ bay xuống và nó sẽ bay vô nó ăn hiếp thôi nha nè. Còn chim con thì mình cũng lấy ra rồi, thì mình cứ để vậy thôi, dụ nó khi nào mà nó bay vô thì mình đóng cửa lại và mình chuyển nó về với em mái bên đây, do bên kia nó đã được 2 trứng rồi nên mình cũng sẽ không có dám để lâu, tại vì sợ để lâu thì con tấm nó lại phá trứng nha nè. Đó anh em thấy không, đơn giản không, nó bay vô đó, nó bay vô ngay cửa đó, giờ nó chỉ nhìn lên và nó kiếm thức ăn, nó ăn xong thì nó sẽ mình đóng cửa lại thôi đó. Nó đang vô nó dụ dỗ đó, anh em chịu khó đợi xíu đây. Thì cái việc mà lấy trống ra nó rất là dễ chứ không có phải khó khăn đâu nha nè. Đó thì do nó bị lấy bắt nhiều lần rồi nó cũng hơi nhát, nên bây giờ nó cứ đứng ngay cửa à, nó chưa chịu nhảy lên, khi nào mà nó nhảy lên cầu thì mình sẽ lại sập cửa lại thôi đó. Em thử coi nó có nhảy lên cầu, dụ nó thì không có khó đâu. Đó, giờ nó chờ rồi, chắc nó bay ra rồi, thì nó cũng bay vòng vòng rồi xong, nó bay lên rồi thì nó hết ra rồi nha nè. Giờ mình đóng cửa lồng lại thôi, rồi mình sẽ chuyển nó qua bên kia thôi. Thật sự dụ chim này không có. Rồi thì ở đây chim con thì mình cũng lấy ra rồi, giờ thì mình sẽ chăm sóc thôi. Rồi mình đưa con chim bố lại về với con chim mẹ này. Con chim mẹ thì không có con nó nữa, thì nó sẽ tự gấp sâu và nó tự ăn vài hôm cho nó mập mạp tròn trịa lại, và bắt đầu nó sẽ sinh sản tiếp thôi. Và ở đây là những thùng dế. Những thùng dế thì mình chuẩn bị sẵn. Đây thì dế mình nuôi đẻ nè. Còn kia là đây là những thùng dế con chuẩn bị nở. Thì tầm con chim mẹ nó đẻ nắp 10 ngày nữa, dế này nó nở ra là vừa. Còn thùng dế này thì mình đã bỏ vô cho con ấy ăn, cho con chim mẹ ăn bữa giờ thì nó cũng sơ sát rồi nha em. Tại bỏ vô chỉ cho ăn thôi, nên nó ăn cũng hết rồi nè, nó còn sơ sát. Rồi thì giờ mình sẽ quay sơ lên cái cho anh em nha, cho anh em xem cái chỗ của mình nuôi chim. Thì đây là con chim con, chim con của lứa trước thì mình thấy có cái màu lông, nó có cái lông cánh ở phía sau nó có tam giác đen á. Cái tam giác đen này mình thấy nó cái lưng nó trổ đen nhiều đẹp nè, nên mình để lại cho thay lông luôn nha nha. Còn mấy em kia thì mình đã chia sẻ cho anh em rồi, chia bớt rồi, để lại con em nào đặc biệt đẹp đẹp thì để thôi. Còn trên đây là cho màu núi, cho màu núi này thì mình cũng để buồn buồn thì mình cũng đem vào mình ghép với con mái bạch thôi, nó ra gì thì ra, còn không thì mình cứ chim bố bạch ghép với 2 con chim mái vậy thôi. Rồi giờ thì đưa trống về đây là xong. Thì trống về đây cũng để khi mà anh em canh á thì anh em cũng để chim đồ nè, mình cũng chim đủ thứ, chim sao mà ngay cái cửa lồng á nó phải vừa với cái cửa lồng của đó, cái cửa lồng chim cũ với cái AV á, cái mình có cửa phụ á, lồng nào mình cũng làm cửa phụ giống như nào, thì mình canh sao cho nó vừa thì con trống nó ra thôi, chứ anh em không phải nhảy vô mà bắt gì hết cho nó mệt. Rồi mình cũng cảm ơn anh em đã xem clip.